Rồi xin chào các bác Thì trên tay em đang là hai con G8 và V50 Hai con mà anh em hội LG nhà mình đang là phân vân giữa hai con này Thì hai con này em lấy ở chỗ bác Dũng Sky này à, Đây địa chỉ của bác ấy đây Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bác ấy nhé Rồi Trước tiên về cái thiết kế Thì cái con G8 nó nhỏ hơn một xíu Thế đến là cho cái cảm giác cầm nóng nó ổn hơn nhất là bác nào mà mua về cho 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 vợ cho phụ nữ ấy, thì em nghĩ là nên lấy con g 8 hơn nó đẹp hơn và nó nhỏ gọn hơn và đặc biệt là con g 8 này nó có nhiều màu màu xanh đỏ rồi màu đen thì con v 50 này chỉ có màu đen thôi đấy và con màu đỏ của cái con v à, con con g 8 này mình thấy khá là đẹp đấy và các cạnh của nó các thiết kế ở giữa các cạnh của nó thì cũng y chang như nó các, các nút rồi các Uh, cổng kết nối thì y chang như nhau thôi, không cái đấy mình không cần cần phải so sánh. Đấy mình sẽ mình sẽ nói về cái cái con G8 nó hơn con V5 ở điểm điểm gì. Thứ nhất là cái con G8 này nó có nó có mở khóa bằng uh, FID này. Đương nhiên con G8 này chỉ có một cam thôi, con V50 thì nó có những hai cam, góc rộng và góc hẹp. Nhưng mà con G8 này cái cam cái làm cam trước của nó ngon hơn. Đấy nó có mở khóa bằng FD này nó nó mở khóa rất là nhanh và chính xác đây mình thử cho các bác xem này. quên phải đặt nó xuống nữa. đấy đưa lên phát là mở luôn mình không 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 giữ cái gì đâu nhé làm lại cho các bác này mình không giữ gì nhé cầm vậy nhé đấy đưa lên là mở khóa luôn còn con V50 thì nó không không như vậy đâu nó 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 nó, nó, nó chập chờ lắm có lúc được lúc không đây mình cũng đưa lên này Đấy, có lúc đều được không? Đấy và có nhiều lúc phải mở khóa ra rồi nó mới mở đấy. Bình thường thì nó vẫn không cần mở khóa đâu nhưng mà có lúc được đúng không mà. Đấy. Đa số là không được. Có nghĩa là cái cái việc uh, dùng Face ID trên con G8 và V50 thì con G8 con G8 nó hơn hẳn luôn, nó chính xác cực kỳ luôn. Kể cả mình có đội mũ đi nữa. Đây mình sẽ thử đội mũ vào. Là mình đang đội mũ rồi đấy. Mình sẽ thử lại mình đội mũ vào này. Thấy nó vẫn mở được. Đấy. Thì con uh, thế về đọc kính ấy, thì mình không có kính ở đây nên mình không không thử cho các bác được nhưng mà mình nghĩ là nó làm tốt như này thời kỳ đọc kính cũng như thế thôi đấy và tiếp theo là con G tám này nó có hơn là mở mở khóa bằng cái lòng bàn tay này này thì việc mở khóa lòng bàn tay thì bắt buộc phải mở sáng màn hình lên và đưa cái đưa cái tay vào mình sang lại mở khóa sáng lên này đưa tay lại này đấy nó mở rồi thì việc cái mở bằng cái lòng bàn tay ấy, thì nó không không được nhanh bằng cái phê đi kia và nó cũng khá là chập chờn mình thì mình cũng nghĩ là cái cái việc mở khóa bằng cái 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 lòng bàn tay này nó cũng làm để cho vui thôi anh em là thích thì dùng thôi nhưng mà nó không không nhanh nhẹ bằng hai vân tay ở sau thì hai con này thì cũng như nhau thôi và tiếp theo là cái mặt lưng ở sau thì hai con đều là các ca, ba camera cả và bố trí cũng như nhau thôi con v50 này có thêm cái đèn led 5g ở đây nữa và cái cổng kết nối màn hình phụ nữa thì việc sử dụng màn hình phụ như nào thì mình đã có những clip trước rồi đấy đấy rồi tiếp theo về cái màn hình thì uh, bản thân mình thấy cái màn hình của con uh, cờ 8 nó có nhỉnh hơn một chút xíu chút xíu thôi chứ cũng không nhiều đâu nếu mà không đặt hai con cạnh nhau ấy, thì thì cũng không phát hiện ra được đâu có nghĩa là con con uh, g 8 nó cho cái màn hình nó chân thực hơn một tí, con g, con V50 nó hơi 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 một xíu xíu vào. Còn con G8 thì nó cảm giác nó ngon hơn. Nếu về về màn hình thì nó ngon hơn một một chút xíu nhé Đấy. Còn uh, tiếp theo là về cái phần âm thanh ấy thì thì uh, đây mình có âm thanh đây. Mình sẽ cho các bác nghe cái nhạc chuông của con uh, g 8 trước này. Đó rồi, tiếp theo là về con V50 này. Đấy. Đấy thì bản thân mình nghe thực tế thì con G8 này này cho âm thanh nó ấm hơn một chút xíu. Đấy, ấm hơn. Còn con G con V50 thì cho âm thanh nó hơi kém hơn một chút. Nhưng mà không 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 đáng kể không nhiều đâu. Đấy và đặc biệt là 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 cái 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 con G8 này nhé. Để, để này. Con G8 này nó không có loa thoại ở đằng trước này đâu không có lo thoại như con V50 này đâu Đấy, con V50 có loa thoại này, con G8 là không có gì à, Và việc nghe loa thoại thì các bác à, các bác ở trên con G8 này các bác phải áp cái tai nó vào phần khu khu giữa này này khu 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 giữa giữa này này thì nghe nó mới to được có nghĩa là cái âm lượng của loa thoại cũng rất là to nhưng mà các bác phải đặt cái tai của mình phải vì vào vị trí chỗ này và về chữ khu này nhá thì nó to được chứ các bác đặt tai ở trên này nghe nó nhỏ lắm và các phải đặt tai vào đây Đấy. nó hơi bất tiện nếu mà các bác dùng nào dùng 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 g 8 mà 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 gọi điện đã đặt, đặt tay ở dưới này thì trông nó hơi kỳ quặc cho nên cái, cái này cũng là điểm hạn chế của con g nhưng... 8 chứ không phải là nó nhỏ đâu nhá các bác phải đặt ở dưới này. Đấy. còn về, về 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 nghe bằng tai nghe ấy, thì hai con này là nghe như nhau nhá em đã nghe bằng con tai Code pro rồi nó nghe nó như nhau thôi. Đấy. tiếp theo là về cái phần uh, phần phần uh, giao diện màn hình giao diện uh, uh, giao diện cài đặt thì hai con này y chang nhau thôi, không có một cái gì khác nhau cả. thêm là thêm mỗi cái file đi các cái thứ thôi. nói chung là cũng không không có gì khác nhau cả, mà cũng không có ấy nhá, không có chưa có chứ, chưa có cái uh, cái, cái cái chủ đề đen cho mọi người, cái này chưa chưa có chủ đề đen nên mọi người phải cài thêm thôi. đấy và cũng không các bác cũng, cũng không ẩn được cái tai thỏ đâu nhá nhiều nhiều ông nhiều nhiều bác cứ hỏi mua là là, là là v v năm mươi v bốn mươi có ẩn được tay thỏ không thì mình bảo là chắc chắn là không nó chỉ ẩn được những cái app áp gốc thôi áp gốc của máy thôi còn những cái app cả thêm như facebook rồi zalo thứ là nó không ẩn được đâu đấy cho nên là các bác ghét tay thỏ thì có thì đừng có mua những cái máy như thế này rồi tiếp theo là về cái phần pin thì cái con v năm v con con g tám này pin nó là ba nghìn rưỡi con V50 là với bốn 4000 thì nhưng mà là cái hai con lại màn hình nó kích thước nó khác nhau Đấy đến là cái thời lượng pin của nó ấy. thì mình đánh giá nó là xem xem nhau thôi không có gì khác nhau nhiều đâu đấy. con có vân V50 nó có thể là là pin nó nhỉnh hơn một chút xíu thôi nhưng mà nếu mà gắn thêm màn phụ thì nó lại yếu hơn đấy thì về pin thì các bác không phải lo lắng hai con này pin là thuộc dạng châu của 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 LG rồi chứ nó không phải lo đấy rồi tiếp theo là cái về cái phần camera đây mình sẽ bật camera lên đây mình sẽ cho cái này vào cho các bác có thể nhìn được thì em cũng đã có mấy cái bài đánh giá camera mà trên YouTube rồi ấy. thì bản thân em thấy cái cái camera của con G8 nó ngon hơn một chút xíu nó cho màu đẹp hơn một chút xíu cũng không không phải là nhiều quá đâu nhưng mà cảm giác là con con G8 nó chụp ảnh đẹp hơn một chút xíu nhưng mà cái chống rung của con V50 thì lại ngon hơn em có không hiểu tại sao còn còn cái cam trước cam trước thì đương nhiên là con G tám nó ngon hơn hẳn rồi cam trước của con G tám nó ngon hơn hẳn và nhưng nhưng bù lại thì con LG quên à, con V 50 thì nó có cam góc động nữa thì nó bù lại cũng cũng được nhưng mà về cam hiện tại bây giờ là con G tám đang là ngon nhất của LG hiện tại bây giờ rồi kể cả con V 5 mình thấy con V 50 S ấy nó cũng không cho cái cam chất lượng bằng con G tám này đâu mình mình đã dùng con V50 và V50S rồi mà con V50S thì, thì cam nó 32 mê cơ nhưng mà nó mình cảm giác nó không ngon bằng con G8 này đâu vì con G8 này nó có Face ID ở, ở đây mà Face đi chuẩn kiểu 3D đấy chứ không phải là 2D đâu thế nên là nó có thể họ cải thiện cái cái họ cải tiến cái cam này ngon hơn đấy đấy thì thì về 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 hai con này thì vì nó cũng chẳng có gì khác nhau ngoài kích thước đâu ví dụ như các bác nào mà thích cái kích thước lớn thì các bác uh, lấy cái con V50 này còn kích thước nhỏ thì thì bác cũng lấy con G8 và đặc biệt con V50 thì nó có cái màn hình phụ cho nên các bác nào mà chơi game ấy thì thì mua con V50 là hợp lý hơn thì vì nó 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 có hai màn phụ thì nó hỗ trợ việc chơi game tốt hơn. Hay còn các bác nào về chỉ nhu cầu là chụp ảnh, chụp ảnh là chính ấy. thì và không cần kích thước lớn quá như thế này, không cần kích thước lớn như con V50 này thì lấy con G8 nó nó ổn hơn và nó có nhiều màu để các bác lựa chọn hơn. Đấy rồi à, đấy là cái cái đánh giá so sánh giữa hai con này thì uh, thì con g8 nó hơn nhé hơn đẹp chốt lại là cái hơn con g8 nó hơn ở cái face id này đấy và camera nó cũng nhỉnh hơn một chút xíu và cầm nắm nó ổn hơn và có nhiều màu để các bác lựa chọn hơn này rồi ok đấy, các bác có thể là lựa chọn còn mua hàng thì các bác cứ liên hệ bác dũng nhé ok chào các bác